Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình rùa đây. Thì cái clip hôm nay mình sẽ quay trở lại chế độ Zombie Nano. Vâng, và tên em 3Z đó chị ạ, 3Z danh vọng. Một em 3Z định mệnh chất chơi người rơi không em. Nhìn đẹp vãi cả nồi ra. Skin sách vàng trắng. Đây là một trong những cây 3Z định mệnh có nói chung là có độ chua chát nhất nhì hiện tại ở bên Sếp Quy Quy đấy em ạ. Nghe nói sở hữu em này định mệnh hơn mười mấy củ đấy. Giá không hề rẻ. Những ạc sở hữu cây 3Z này cũng rất là hiếm. Kiếm mãi mới có một cái ạc để sở hữu cây 3Z này để review cho anh em ở trong chế độ Zombie Nano. Vâng, đam hiện tại là 420% rồi. Bắn như mũi check inox Zombie vậy. Chưa có dấu hiệu gì là bắn mấy anh Zombie mà tóe máu mà định mệnh sắp mặt lờ hết. Mà cái gì nó la móc bên đây rồi. Mấy cái thằng sáu đồng đâu, đâu không. Ủa mấy cái thằng nhân tra nội sáu đồng đâu hết rồi anh em ạ. Để mấy cái thằng 3Z định mệnh đứng đây bắn sắp mặt lờ. Đùa nhau. Mày cường gặp bác sĩ cường ấy con. Đừng bắn bên nào là thốn bên đó anh em thấy không? Nhưng mới tội là bắn không chốt đam được thôi. Tại vì bây giờ trong chế độ Zombie Nano này máu đảo quá mà. Nhiều con máu nó còn cả mấy trăm, cả mười mấy ca máu. Sao nòng cover nha, sao nòng cover nha, đúng rồi. Úi dồi ôi. Yên tâm đã con, đã có mình cover rồi. Bắn như mũi chiếc inox gặp tơ vậy. Vâng, đạn 3Z, định vậy không phải tin được. Úi rồi, tức cái gì đây, thủ cái gì đây, thủ kiểu gì đấy mấy chân rồi. Sáu nòng định mệnh mà thủ kiểu vậy á. Úi dồi ôi. Làm sao, làm sao, làm sao định mệnh phóng lụ xong là cứ giật máy. Không thể tin được. Can thà này mày đào phỏng mày. Đâu, mày này trâu ạ. Trâu ạ, trâu bắn lâu cũng chết nha. Định mệnh 6 kill cho em cái multi là cái. Lên đi bạn ơi, đúng rồi, hay. Trời ơi, đã có mình cover ở đây rồi, yên tâm. Thằng tơ mà làm sao. Rồi, win luôn anh em ạ. Hai. Vâng, thì cái 3Z này nói chung là bây giờ trong chế độ Zombie Nano thì 3Z nó gần như để bị lép hoàn toàn rồi. Bắn 3Z gọi là cho vui thôi anh em ạ. Chắc mình phải quay lại chế độ Zombie V4 để làm về mấy cái cây 3Z này quá. Vào Nano bắn như kiểu M700 ấy. Bắn chả chết có con thằng nào hết. Tại vì về cuối trận thì toàn zombie cấp cuối không à. Máu con nào cũng mười mấy ca bắn trời ơi. Không biết đây là 3Z hay là M700 nữa. Ui, ảo vậy. Ê bạn ơi, bạn ơi, bạn đừng nhìn mình say đắm trong vùng tắm ấy bạn ơi. Mình vào đây có ông trời xuống cũng không cứu được bạn đâu, bạn nhìn mình ạ. Thanh niên nhìn lên mình như kiểu đang uất ức thật trưởng. Vãi nồi thật. Em xin, chỉ đợi cái thằng AFK này chết để mình liếm này. Ôi, định bệnh cái gì vậy, Zombie non đấy nhá. Zombie non đấy nhá, Zombie non mà 3 viên hơi sai sai rồi đấy. Lát quá. Cái hạc này binh trăm mười mấy, định bệnh bắn cảm giác delay nửa giây. Hơi phiêu anh em ạ. Té. Làm sao, định bệnh cái gì đấy. Chạy 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 đi kép ơi. Ôi hời anh tờ. Làm gì mà phải căng. Giật thế nhở. Rồi tụi bay lên đây, xếp hàng từng thằng lên đây. Rồi Zombie non này được này. Bây giờ Zombie non này thì hai viên vẫn có thể chết một con zombie. Hư cấu. Đam 380% rồi mà định mệnh bắn hai viên mới chết con 3 ca máu. Đào phộng. Hư cấu này định mệnh trông như chó. Ha, mấy anh zombie đỏ thì được. Ê, lên lên lên, nó gờ nó chém tới đấy. Ấy trời ơi, nắn nót, bắn từng viên một. Giật quá anh em ạ. Rớt xuống. Ui, một pha snap bừa, định mệnh lại trúng. Kéo lên, kéo đây, bước bước đi. Mấy chị anh em thấy không, định mệnh bọn nó chỉ me me và nó cướp hòm băng thôi. Mình thì không ham hòm băng lắm, tại vì giờ hòm băng mấy thằng tơ định mệnh mặt thộn này chém đau lắm. Không có thằng chiến binh nào biến chiến binh cover thì cũng như không à. Úi dồi ôi, là lót như vậy rồi. Mù hết cả mắt. Mày đứng im này. Mày đứng im mộ tàu cái. Cuối cùng đã giết được một thằng tơ lửa. Định mệnh đây là M700 hay 3Z anh em. Đam 540% rồi. Không chết một con zombie cấp 1 ạ. Vách nổi. Thôi phóng lụ ra anh em ơi. Báo đông quá, đông quá. 1V24. Vâng. Cái gì vậy.
bù đồng để thúi này, bù đồng để thúi này. À, chặn hộ, đường bạch 35 trong nghề tổ lái. Cướp hòm nó phải gọi là cái nghề rồi em ạ. Toàn làm zombie vậy ta. Thì dạo này các quang nó bị đứt lên xếp chơi xếp quy quy thì mấy em sẽ cảm giác phiêu vô cùng. Lâu lâu bình nó giật lên ảo tung cả chảo ra. Nên dạo này mình hơi ít làm clip bên xếp quy quy. Nhiều anh em mình kêu là về xếp Việt Nam đi, tại vì xếp Việt Nam vừa rồi có một tin đồn đóng cửa nhưng bây giờ lại không đóng cửa rồi. Ôi, một pha cú lừa đấy từ anh VTC. Ôi rồi, chạy hồ. Lại biến zombie. Úi xồi, lịch mình nó kẹp. Bắn, vâng, mấy tự nhiên nhìn mình ạ. Cái gì vậy? Zombie mạnh mẽ vậy. Trận này zombie này mình tan hoang cửa nhà rồi anh em ơi. Nó chém chiến binh ba mái nhận không ra rồi. À, vẫn còn thủ ở đây. Mày cầm sẻng mày đá bái. Nhờn à. Thôi ăn cái hòm này trước. Địch mày lác. Bình cao với nhặt hòm nó không tính. Làm sao? Thủ trên này. Thủ hộ mấy bạn ơi. Không chạy được với mình đâu. Úi xời ơi, một phát đi được quyền anh em ạ. Anh em thấy sức mạnh của tơ lửa chưa? Tơ lửa quá phú. Thì bên CF Việt Nam thì bây giờ đã đổi nhà phát hành rồi. Nhiều anh em cũng đang rất kiểu mong ngóng cái chế độ Zombie Nano này sẽ được nhà phát hành mới vác về CF Việt Nam. Mình cũng đang rất hóng. Nhưng mà cái chế độ Zombie Nano này vẫn kiểu như kiểu chưa được tối ưu hóa anh em. Chơi giật lag khủng khiếp luôn á. Rồi lại làm zombie. Đá đen rồi còn lắm lông. Mấy bạn cầm gì? Ti MB mắt quỷ này. Rồi nhìn thế trận này là chiến binh lát rồi này. Bạn đứng đây tưởng an toàn à? Mơ đi cưng. Rồi ôi. Hàng về anh em ơi. Nhìn đi đâu. Rồi, dụ mấy bọn nó xuống đây, dụ bọn nó xuống anh em, dụ thằng này xuống. Rồi đâu rồi? Đạp vào ngôi giá mà chạy đâu rồi? Ấy, AWM à? Cương ở bác sĩ cực, cương ở bạn ở đâu? Đâu? Châu đấy? Uầy! Một trận bảy tơ này anh em! Uầy! Một trận bảy tơ này! Sợ chưa? Hai thằng tơ xanh vẫn chưa biến nha anh em! Trận này là trận bảy tơ này! Chiến binh không lối thoát. Chiến binh ở đâu vậy? Ôi, chấm dứt. Ok, tiếp tục quay trở lại với trận mới nhá. Đạo phòng lên anh chơi bị chấm dứt ạ. Mình soi gác này lại có cây 3Z định mệnh Phượng Hoàng anh em ơi. VIP mới đem vào chế độ zombie V4 chơi nhá. Chế độ zombie nano lúc nãy mình check lại video nó bị lác ấy. Không hiểu tại sao. Ôi giời ơi. Định bại cầm 3Z đi săn luôn. Hổ báo nhất trường mẫu giáo là đây. Là đây. Chạy hổ. Ui giời, bắn mấy diệt thì thôi chứ. Không trúng cũng phải trúng. Là chị cưng thi thôi, chị cưng thi ơi. Chị eo thon rồi thì lé cho khác em cái. Né, định bánh né vậy ai chơi. Né vậy ai chơi. Úi xời. AFK. À không, nó hồi máu. Định bệnh nó đứng thằng tơ chứ. Mày tưởng mày có tơ à? Định bệnh tao chơi thằng tơ mày luôn. Ê, em đùa anh tơ. Đầu phong. Đùa tí anh tơ làm cắt. Định bệnh hai vợ chồng mày đồng tâm hiệp lực chơi nào. Chơi nào. Thôi chạy anh em ơi. Cái chỗ này được. Ồ, tôi nói. Té. Úi zombie hồi sinh đây luôn chứ. Ủa, theo quán tính là lúc nãy mình nhảy là do mình cứ tưởng mình đang chơi chế độ zombie nano á. Đợt này chơi nano nhiều quá, quen tay rồi. Mày. Zombie non này, mày đây. Đó, rõ ràng là mình bắn một viên 270% thốn lắm mà. Quay nano bắn không xi nhê từ nó luôn á.
Rồi, hai viên thanh ơi, hai viên thanh ơi. Anh không có cửa ở đây đâu. Ba giết Phượng Hoàng mà cứ đùa. Một viên, chú hối một viên thật ạ. Rồi. Ồ, chị này chắc hai viên chứ nhiều. Đúng không? Tuổi, ăn đủ đồ nó đẹp chết, đã thịnh mệnh. Người. Thôi clip mình đến đây thôi nha, bye bye anh em.